Chào anh em, thì ngày hôm nay là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, thì sắp Tết rồi. Thì em cũng nên cái video này nên là cái video cuối cùng trong cái năm nay. Thì cũng rất là cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng. Đấy, thì sang đến ngày mùng 6 âm lịch thì em bắt đầu mở lại. Em bắt đầu làm lại thì cái nô cần này ấy là tất cả là cần ISO cần lớn nhá, nó khép lại một năm thì em bán hàng trên tút này luôn đấy, nó bắt đầu một năm rồi đấy. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945 629 282 hoặc comment mã số kèm số điện thoại bên dưới phần bình luận, em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Anh em lưu ý là giá em báo trên video ấy thì tất cả những cái nô này, tất cả cần ở trong lô này thì em sẽ bao ship hết, bao ship, bao ống nước và tất cả chi phí để cho anh em đón Tết. Thì tất cả ở đây ấy, chỉ có 3 cây là hàng thường thôi, còn tất cả đều là hàng tuyển chọn nhá, hàng em đã nhặt ở bên Nhật kỹ lưỡng từng cây cây một đấy. Thì đấy là cây đầu tiên, là một cây cần của Hàn Quốc đấy, cây cần Hàn Quốc như thế này, New Kankai 36. Thì cái này là của Hàn Quốc nha anh em nhé, Made in Korea này. Đấy, chiều dài là 36, chiều dài thu gọn là 69 cm, số nóng là 6, dài 36, cứng cỡ tầm khoảng là 30. Đây, nó như thế này. Alo là alo súng xoắn nha anh em nhé. Cái alo này là alo được thay này. Cái alo kia của nó ấy, nó bị bật cái khuyên này lên trên này. Đấy, nó bật bên trên bên trên, mà alo này cũng là alo xịn nha anh em nhé, alo xích. Thì tất cả của nó được trang bị một dàn khoen Fuji như thế này. Đấy, dàn khoen Fuji. Thì tổng thể ngoại hình cây này đạt tầm khoảng 85 đến 90%. Bên này phần này nó xoắn nổi gân nha anh em. Đây là tem vàng. Đây là tổng thể đấy. Chi tiết bên trong thì như sau, thì cái đọt này ấy nó là một cái đọt đọt carbon nhé anh em nhé, chứ không phải là đọt sợi thủy tinh. Đọt này là đọt carbon, ngược người ta sơn trắng đi, nó phù hợp với cả anh em công năng C, câu lục đầu cần đấy, câu vượt, câu hanh, câu chép. Đó, nó có những cái vết xước răm như thế này. Đó, nó có vết xước răm như thế này đây nữa này, New Kankai 360, cần của hãng AT. Thì thông số của cây cần này như sau: đường kính gốc phi 26,5, trọng lượng 290 g, đường kính ngọn 1.7 mm, mã số 01, giá 600.000. Tiếp theo là một cây cần của Prochak, Prochak. Thì giá trị của cây, những cái cây cần ba cái cần đầu tiên này nó chỉ tương đương với là một cái cần tàu mới thôi. Đấy. Đây là cái khoen của nó, khoen và pad giá ở xuất, thì cây này nó còn khá là đẹp. Không biết cái đọt này là đọt đọt này là đọt đọt này là đọt cứ đọt cho đọt sự hữu tình. Đấy. Đây là chất liệu carbon nha anh em nhé, đây phần này là carbon này. Đấy. Đây là carbon này, đỏ màu đỏ. Đây, Reese Butter 3 m, tổng số nó là 5. Đó, Pro chắc. Đường kính gốc phi 22, trọng lượng 300 g, đường kính ngọn 2 mm, mã số 02, giá 600.000. Tiếp theo là một cây cần có chiều dài 3.9 m. Special 2, dài 3,9 m, Made in China, cần Trung Quốc xuất Nhật nhé. Nên em không có bán cần mới. Đường kính số 2, dài 3,9 m, Made in China, pad và khoen đều giá là xuất hết. Đây là phần gốc của nó, thì cây này cũng còn khá là đẹp, là độ mới tầm khoảng 90%. Đây là các khoen của nó, chất liệu carbon nha anh em. Đây, Anu. Đây là các khoen này.
Tết rồi, anh em xem video xem cái nào thì xem kỹ nhá. Cần thì có thể liên hệ Zalo của cho em chụp hình. Đấy, không tránh cái tình trạng Tết nhất rồi, gần Tết rồi anh em ấy sẽ lại phiền phức cả. Thông số của nó như sau: trọng lượng 400g được kính ngọn 2.5mm, đường kính gốc phi 24, mã số 03, giá 500.000. Tiếp theo là một cái cần ISO khoen lớn. Đấy, như này, khoen Fuji, khoen Fuji, bát Fuji, từng này hình đạt được tầm khoảng 90% nha anh em nhé, 90%. Century thì cây cần này ấy, nó đã nguyên bản nó là một cây cần của hãng Olympic. Đấy, nhưng mà cái Olympic bây giờ nó bán lại thương hiệu cho Mamiya rồi. Đây, Mamiya Century Wakaiso Pro by Mamiya Made in Korea. Cần này là do cần Korea sản xuất nhé, có tem vàng đầy đủ này. High quality. Đây là phần gốc của nó. Cái phần này là phần bẩn nha anh em nhé, bẩn. Đấy, bẩn dính keo. Thì đây là dàn khoen của nó. Đây, đây là Ano Fuji này. Chờ thì em lên nét. Đấy, đây là Ano Fuji này. Đây là khoen Fuji này. Tất cả đây là khoen Fuji hết. Thì cái này phù hợp với cả anh em cùng đục đục cành, đục đục đầu cần đấy, câu bành, câu ISO gành, câu vượng, bẩy song, mú, hồng. Những cái cần này thoải mái để cho anh em bẩy nhé, anh em không phải nhìn ngọn nó như thế đâu. Đấy. Century 6m3, 5m3, độ cứng 6. Độ cứng 6 nha anh em, rất là cứng. Thì trọng lượng 460g, đường kính ngọn 2.3mm, đường kính gốc phi 26, mã số 04, giá 1.400.000. Cây cần này là một cây cần siêu bạo lực nha anh em nhé, rất là bạo lực, khỏe. Tiếp theo là một cây cần của hãng Daiwa. Anh nói như thế này, tất cả các khoen đều là khoen Fuji phản quang. Đấy, Fuji phản quang như thế này. Cây cần này là một cây cần carbon. Đấy, cây cần carbon. Đây là phần này nó có vết chóc sơn nha anh em. Này phía dưới này là bẩn này. Tổng thể cây này ngoại hình đã tầm khoảng 90%. Bát Fuji tem vàng. Nó là một cây cần carbon. Thì những cái đường xoắn gân này này. Đấy, nó là được xoắn bởi sợi Kevna. Kevna carbon này. Make up Kevna and carbon dancer by Daiwa. Thì cây này có độ cứng 50H, dài 3m6, phù hợp với cả anh em câu ISO vượt. Đấy, câu ISO vượt này, câu bành này, câu đầu cần này, bảy song mũ, câu ngâm, công năng C. Đây là cái ano của nó này. Đó, xoắn X hết nha anh em nhé, xoắn X toàn thân luôn. Đấy, xoắn X toàn thân luôn. Đây, đây nó xoắn này, xoắn X này. Đó, xoắn X tất cả như này hết. Đấy, xoắn X. Thì cây cần này có thông số như sau: trọng lượng của nó là 320g, khá là nhẹ, đường kính ngọn 2.4mm, đường gốc phi 22, mã số 05, giá 2 triệu tròn. Đây là cái tem vàng. Tiếp theo là một cây cần của hãng Ryobi. Ano của nó này, cái đầu bu của nó là đầu bu Fuji 6 nha anh em nhé, đầu bu Fuji 6. Còn tất cả các khoen còn lại đều là khoen Fuji chân đen.
Giờ cây này có thông số độ cứng là 50, dài 36, pad Fuji. Đấy, đây là cái phần gốc này. Thì cái này đặt hình tầm khoảng 93% nha anh em nhé. Dòng hô đồ piston đang sơ bài Ryobi. Thì nó cũng được coi như là gần như là một cây cần hàng hệ. Nó mua mới cũng khá là đắt. Đó, đây là các khoen của nó. Đây là nòng thứ hai. Thì cái này phù hợp với cả anh em câu vượt này. Đấy, câu vượt, cầu năng C, cầu ISO gành, mạch song mũ. Thì cái này có thông số như sau: trọng lượng 350 g, đường kính ngọn 2.2 mm, đường kính gốc phi 23, mã số 06, giá 1.500.000. Tiếp theo thì là một cái cần nó khá là đặc biệt. Cây này là một cây cần được người Nhật hỏi họ dựng. Cây cần họ được họ dựng. Đấy. Thì nó bán tại cửa hàng thì nó có bao gồm cả cái gốc của nó nhé. Gốc của nó là cây cần Daiwa Zewitco. Đấy, Daiwa Zewitco được cứng 5, dài 5,3 m. Người ta bỏ cái nòng gốc đi. Đấy, bỏ cái nòng gốc đi. Thì đây là cái pad Fuji này, pad khá là đẹp. Lắp đít vẫn là lắp đít tai hoài. Thì tất cả các khoen này đều là khoen Fuji Xích Gôn, nhưng mà theo thời gian ấy nó bị bạc màu rồi. Đấy, nó bị nứt cái vòng nhựa này, nhưng mà cái nứt cái vòng nhựa này không không ảnh hưởng gì nhá anh em nhá, không ảnh hưởng gì. Đó. Người ta dựng lại gốc thì nó rất là xấu, nhưng mà cái người ta sơn lại rất là đẹp. Đấy. Anh em nào không mua thì em để lại em chơi, em dành những tô vừa. Sơn rất là đẹp. Đó, sơn rất là đẹp luôn. Thì thông số của cây cần này như sau. Trọng lượng 270 g, đường kính ngọn 2 mm, đường kính gốc phi 21.5, mã số 07, giá 1.700.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Poulop. Tất cả đều là bằng carbon anh em nhé, một cây cần cao cấp. Holder piston, cái cần này cũng coi như là dòng cao cấp nhất của NFT khi mà chưa bán lại thương hiệu cho Shimano. Poulop Advanced, dòng bản đặc biệt. Đây là cái Ano xích môi chè, Fuji xích môi chè, còn tất cả các khoen còn lại đều là khoen Fuji chân đen. Thì cây này có thông số độ cứng là 30, 3,3 m, phù hợp với cả anh em câu đăng C, câu cháp, câu ngâm, câu cháp ngâm, cháp bắt mạch ấy. Không biết có nhiều anh em biết bộ môn cháp bắt mạch không, nhưng bộ môn cháp bắt mạch câu rất là hay. Thì cây này nó xoắn, nó so nổi gân toàn thân nha anh em nhé. Đấy. Này, xoắn này. Thì tất cả các khoen của nó đều có định vị như thế này. Đấy, đây là cái định vị này. Đó, đây là cái định vị của nó. Wooden lân này. Ở đây nó có một cái đường giáp giữa nóng thứ nhất và nóng thứ hai. Đây. Đó, xoắn bằng gân này. Đó. Dòng này còn cao cấp hơn cả dòng Ula Flirt nha anh em nhé. Ula Flirt nó chỉ đẹp thôi, chứ nó không thể thì vượt mặt qua được con này được. U đường lân còn mới tầm khoảng 95%. Trọng lượng 220 g, đường kính ngọn 1.9 mm, đường kính gốc phi 23, mã số 08, giá 1.800.000. Đấy, tem vàng đây. Tiếp theo là một cây cần ISO quen lớn. Cây này nó cũng khá là hiếm gặp. Trong 5 năm bán đồ bãi của em thì em chỉ gặp cây này 2 lần.
Một cây thì em đã bán ra ngoài phòng. Đấy. Một cây em đã bán ra ngoài phòng, còn một cây thì bây giờ tiếp tục về. Cây cần này là một cây cần của hãng Daiko, Daiko Nhật Bản nha anh em nhé. Daiko phù hợp với cả anh em câu nục mà bành, nục đầu cần, nục ổ bèo, câu ISO biển. Đấy, ISO biển, ISO bạo lực đấy, Daiko High Quality Fishing Rod. Đây là cái phần pad của nó, pad là pad Fuji. Thì cái cần này là cái tên Sesta, độ cứng số 3, dài 6 m. Extension của nó là snow, dàn lực toàn thân, tất cả của nó đều là khoen Fuji 6. Đấy, Fuji 6, Ano 6 mùa trẻ nha anh em nhé. Cái cần này đặt ngoại hình tầm khoảng 93%, 93, 95%, nhìn rất là đẹp. Daiko với cả Gamakatsu, Nissin, những cái cây nó có một cái vẻ đẹp rất là khác biệt so với những cái cần của những cái hãng khác nội địa. Người Nhật thì họ thiên về giá trị sử dụng hơn là về hình thức. Nó chỉ bị những cái vết xước lông mèo, đây là vết xước lông mèo nhé, không phải xước sâu anh em, xước lông mèo đó, xước lông mèo như này. Thì cái cần này nó có cái thông số như sau. Trọng lượng 430 g, đường kính ngọn 1.5 mm, đường kính gốc phi 26, mã số 09, giá 2.500.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Bowolope, độ cứng số 5, dài 5,3 m. Cái phần gốc này thì nó bẩn nha anh em nhé. Đấy, anh em nào mua về chịu khó đánh đi một tí. Đấy, nó bị bẩn ở cái phần gốc này. Còn tổng thể ngoại hình cây này thì nó đạt được tầm khoảng 93%, tầm đó. Bowolope Super 5 5,3 m, Super OIO ISO. Thì cây này ấy, nó có tất cả 3 nơi sản xuất. Nước đầu tiên là Indo, sau đó là Singapore và Nhật. Thì cây này hình như là của Nhật sản xuất. Thì những cái cây cần của Singapore hay là ấy thì Singapore hay là Indo ấy, thường thường nó có cái những cái chỗ Made in Indo đây này, hoặc có Made in Singapore ở đây. Cây này thì nó không có, kể cả cây kia cũng thế nhá, cây kia đập hộp không có luôn. Đấy, đây là cái dàn khoen của nó, khoen tất cả để nó khoen Fuji, tất cả đều còn đẹp. Đấy, Bowolope Super Pháp Fuji tầm vàng. Đây là phía phần gốc này, nó bẩn này, đây nó bẩn nhé anh em nhé. Thì cái này thì nó như này đấy, tất cả các khoen của nó đây. Thì nóng một nó vừa, nóng hai nó không xoắn nha anh em nhé, không xoắn. Cây kia cũng thế, cây kia đập hộp cũng thế, cũng thế. Đấy, bắt đầu xoắn từ nóng hai đổ đi. Đấy, bắt đầu xoắn từ nóng hai đổ đi. Đấy, xoắn như này. Bonus super. Thì cái này thì nó lại khác cái kia một cái, là cái này nó màu vàng, cái kia nó màu trắng trắng đen, còn cái này nó màu vàng vàng đen, vàng đen 5 5,3. Thì cái này có trọng lượng là 450 g, đường kính ngọn 2 mm, đường gốc phi 25, mã số 10, giá 2 triệu. Tiếp theo là một cây cần cũng của NFT như thế. Đây, NFT như thế này, mà cái này nó còn nguyên hộp nha anh em nhé, đầy đủ hộp. Ô, nó super. Cũng được cần số 5, dài 5,3 m. Thì tổng chiều dài của nó là 5,35 m. Đấy, có nhiều những cái cây ISO ấy, người ta làm thì nó dư ra. Đấy, dư ra như cây này, đánh thông số chỉ có 53 thôi, nhưng mà nó đề trên hộp là 5 535. Đấy, tổng chiều dài thực của nó là 535. Còn có những cây nó đi là 5,3 m, nhưng nó chiều dài thực tế của nó chỉ có 525.
nó cũng có ghi trên hộp, nhưng mà hộp thì nó không có, chứ không phải là cây cần, nó không có nguyên bản nha anh em. Tổng số nó là 6. Trọng lượng 490. Chiều dài thu gọn là 106 cm, tải dây, đây là cái thông số tải dây nhé, tải dây từ 5 đến 12. Đấy, 52. Còn đây là thông số đường kính ngọn 2 mm, đường kính gốc 27,5. Cái phần này là phần thông số chịu tải dây 5 đến 25 bao. Carbon 99%, 1% vật liệu khác. Này chữ này thì em không nhận, không nhận ra. Đấy, đây là giá mới. Thì hầu như cây cần này nó còn mới tinh nha anh em nhé. Hầu như nó còn mới tinh. Đấy, nó như thế này. Có nốt super. Coi như là đập hộp luôn. 5 5 3. Đó, 5 5 3, nhìn này. Rất là đẹp. Thì cũng như thế thôi, hai cái nóng đầu, nóng ngọn và nóng thứ hai nó không xoắn. Đây là đặc trưng của cái dòng Super này. Tất cả thì nó quen Fuji. Độ mới còn rất là cao. Đấy, hầu như là mới tinh. Đó. Xoắn dã man luôn. Ông nút Super. Thì thông số và đường kính gốc, đường kính đoạn em đọc rồi anh em nhé. Thì cái này em bán với giá là 2,5 triệu, mã số 11. Tiếp theo một cây cần, nó là thuộc một dòng cần cao cấp nhất của hãng Shimano. Rất tiếc là nó có xước. Đấy, rất tiếc là nó có xước. Cây này nó không xước, nó phải chỉ tầm khoảng 6 triệu thôi anh em nhá. Nó phải rơi vào tầm khoảng cỡ 6 triệu. Rất tiếc nó có những cái vết xước lông mèo như thế này, còn nóng vết xước và nóng hai nữa. Lanh này nó là lanh B trừ. Thì đây là một cây cần BBX XT, độ cứng số 5, dài 5m2, PTS nâu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy dòng BBX nó có độ cứng 5. Hầu hết là chỉ có 3 trở lại, chưa bao giờ em nhìn thấy có một cây cứng 5. Đây là lần đầu tiên em thấy. Em đã cốt một cây cần này do Nhật sản xuất nha anh em nhé. Đấy, như thế này, cầm rất là sướng. Carbon của nó khác với những cái hiệu carbon khác. Hình như này em nghĩ là đây là Toray. Nó khi mà mình cầm vào ấy, nó dạng dạng như kiểu mình đang cầm một thanh thép. Đấy, cầm rất là thích. Đúng là đồ cao cấp thì nó cũng phải khác hoàn toàn so với những cái đồ tầm trung. Thì tất cả của nó được trang bị một dàn khoen Fuji Six. Đấy, Fuji Six như thế này. Fuji Six. Đấy, đây là cái đầu ngọn của nó. Rất to, nó Six Mucce nha anh em nhé. Tất cả khoen đều có định vị nhá. Đây, đây là cái định vị này. Đấy, cái định vị này. Anh em nhìn rõ không? Đây là cái định vị này. Đấy, tiếp theo đây là cái định vị nữa này. Đây là cái vết chạy chạy khoen ấy, nó xoắn này. Nhờ nó chạy qua nó bị làm chảy cái sơn, nớp sơn đi. Đó. Tiếp theo cái định vị này. Đấy, đây cũng như thế này. Đây cũng là do cái khoen này nó cọ rồi này. Vui lớn lân này, định vị nóng. Đó. Tiếp theo đây là nóng thứ hai. Giờ cái này nó xoắn chìm hết nha anh em nhé, làm chìm hết, còn công nghệ nó xoắn chìm hết. Đây là cái định vị nóng thứ hai này, định vị nóng này, ở định vị khoen thứ hai. Đây, đây có một vết xước này. Đấy, đây có một vết xước này. Đây, đây có một vết xước nha anh em nhé. Xước. Ui, đây là lân này. Đây, đây là cái định vị tiếp theo này. Đấy. Ui, đây là lân này. Đấy, nó
bị xước ở phần nóng hai nhiều như thế này, nó xước rất là tiếc. Em sót lắm, nó bị xước này, nhìn em nhìn sót lắm. Thì tổng thông số của cây cần này như sau: trọng lượng 400 g, đường kính ngọn là 2.3 mm, đường kính gốc phi 23, mã số 12, giá 3.500.000, chỉ bằng 1/7 so với giá trị mua mới nha anh em nhé, chỉ bằng 1/7. Tiếp theo là một cây cần ISO gành. Đấy, dòng ISO chuyên để đánh cá lớn, nó phù hợp với cả anh em sưu tầm. Thì anh em không tin ý, anh em cứ lên trên Google check giá hiện tại cây này đang bán ở Nhật đồ cũ nhá, nó không bao giờ dưới 10 triệu cây NFT Ola Plus Bonro này, anh em cứ thử check. Đây là phần khoen, tất cả đều là khoen Fuji Six. Đấy, Fuji Six biển nha anh em nhé. Phần khoen của nó như thế này. Thì cái cần này thì nó dòng Ola Flood, đứng chiều dài của nó là 5m25, tổng số nó là 5, cần có NFT. Cái phần này thì nó được bọc một cái lớp mút do zin hãng làm nhá. Cái phần này là phần ấy này, cái phần này chỉ là cái cao su này. Cái cao su nhìn thì nó đi theo với cái này luôn, nhưng còn thực chế ra cái này bên trong nó bằng sắt này. Đây, bên trong nó bằng sắt này. Tuxit trừ cái này ra nhá, trừ nó bị xấu cái phần này ra, xấu một tí cái phần này ra này, tất cả lại còn đẹp keng hết, ý là đẹp keng nha anh em nhá. Đây là phần chuôi gỗ, nó có một cái giá đặt như thế này, cứ bảy lên bảy xuống như thế này, nó cầm như thế này. Đấy, cái giá nó đỡ cứ như thế này, cá kéo thì nó dìu đầu xuân xuống, còn không thì nó cứ bảy lên. Thì cây này nó cái ano của nó còn zin luôn nha anh em nhá. Đấy, ano này, trên này một đầu xích này, dưới này thêm một đầu xích nữa này. Thì nó định vị như thế này nha anh em nhá, định vị nó gần như thế này. Đấy, định vị như thế này. Đấy, đây định vị của nó nữa này. Đây một cái định vị nữa này. Tất cả đều có định vị khoen, định vị nóng toàn diện hết. Đấy, định vị khoen này, bắt đầu định vị nóng nó bắt đầu xoắn nổi gân. Xoắn như thế này từ nóng 2 trở đi. Đấy, đây là cái định vị khoen tiếp này. Nổi gân như thế này. Đó, nổi gân nha anh em nhá. Nóng nào, khoen nào cũng có định vị hết. Cây cần này mới 95%, 95-97%, hầu như là còn mới, trừ cái vết tia Gui holder. Xoắn như thế này. Siêu bạo lực, đây là cây cần siêu bạo lực này. Buồn rồi. Thì cây cần này thì dành cho những anh em đã hiểu biết về cái bộ môn câu ISO bập bênh này, còn không thì chúng em chịu, hầu như là chỉ dành cho mấy anh em ở trong vùng Phú Yên, hầu như là dạt từ miền Trung đổ vào miền Bắc thì ít câu những cái loại này lắm. Giá của cây cần này là 4 triệu anh em nhé, 4 triệu. Rồi, hết cái video. Chúc anh em có một năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn, sức khỏe dồi dào, nó mới phát đạt. Chào anh em, chúc anh em có một buổi tối ngon.